Quý vị và các bạn thân mến, áp lực trong học tập, khủng hoảng trong quan hệ bạn bè khiến nhiều học sinh rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Đây là dấu hiệu của bệnh rối loạn sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi học sinh. Thế nhưng vấn đề này các bậc phụ huynh rất khó nhận biết và chỉ đến khi các em biểu hiện ra bên ngoài, lúc đó mới được gia đình đi thăm khám. Vậy rối loạn sức khỏe tâm thần là gì? Những nguyên nhân khiến học sinh rơi vào tình trạng này và làm cách nào để nhận biết là những vấn đề sẽ được bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc giải đáp trong chương trình phổ biến kiến thức y tế hôm nay của chúng tôi. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến bệnh rối loạn tâm thần ở học sinh ạ? Những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái rối loạn tâm thần ở học sinh thì cũng có rất là nhiều những nguyên nhân. Và cái nguyên nhân thứ nhất mà tôi muốn đề cập đến ở đây chính là nguyên nhân nội sinh. Nguyên nhân nội sinh ở đây chính là cái nguyên nhân chúng ta được hiểu là trong cơ thể của học sinh hoặc là của em đó đã có sẵn cái bệnh rồi và chỉ có đợi cái những cái điều kiện thuận lợi thì là sẽ phát lên. Mà cái nguyên nhân nội sinh này thì thường là xuất phát là do có thể là do yếu tố gen di truyền, nghĩ nhiều đến vấn đề di truyền. Nguyên nhân thứ hai là có thể là ở cái độ tuổi thanh thiếu niên này thì là các con nó đang ở cái tuổi mà dậy thì, nên chính vì cái trong cái tuổi dậy thì nó cũng sẽ có cái có những cái cảm xúc và hành vi do cái nội tiết tố của các con nó đang thay đổi. Thế nên là chính vì thế thì là nó cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn tâm thần. Và cái nguyên nhân thứ ba là có thể do cái áp lực học hành, áp lực từ chính bản thân con tự áp lực cho mình. Cái nữa là có thể là do là thầy cô giáo, nhà trường áp lực đến các con trong những cái đợt mà thi cử. Và cái nguyên nhân tiếp nữa là có thể là do những cái yếu tố về gia đình. Ví dụ như những cái đứa trẻ mà con nó sống ở trong một cái môi trường gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn chẳng hạn như vậy, hoặc là có những cái mất mát lớn thì là cũng có thể dẫn đến những cái stress, và từ cái stress đó thì cũng dẫn đến cái rối loạn tâm thần. Nguyên nhân tiếp nữa, cái xã hội ngày càng phát triển thì cái việc mà các con sử dụng mạng xã hội ấy lại rất nhiều và thật sự là quá nhiều, vì những cái thứ đó cũng đến dẫn đến cho các con giảm cái chất lượng ngủ nên là cũng bị những cái rối loạn về tâm thần. Vậy thì những dấu hiệu nào để giúp các bậc phụ huynh và các thầy cô có thể nhận biết được con hoặc là học sinh của mình bị rối loạn tâm thần không thưa bác sĩ? Các con nó thường hay buồn chán này, ngại tiếp xúc với mọi người, và đặc biệt đó là khi về đến nhà cũng thế, là con cũng không có nói chuyện với ai cả. Và thậm chí là các con sẽ lạm dụng cái mạng xã hội rất nhiều, các con về lại ôm cái máy tính và cái điện thoại. Thậm chí có những cái hội nhóm bạn bè ở trên cái trang mạng xã hội đó. Thế nên là chính vì thế mà con lại càng không tiếp xúc với cả mọi người nhiều. Và đặc biệt là khi mà các con sử dụng cái đó nhiều quá rồi thì bắt đầu các con sẽ có những cái ảnh hưởng rất là lớn. Cái hệ lụy để lại là bắt đầu là con mệt mỏi, bắt đầu là kích động, thậm chí là có thể là con sẽ cáu gắt rất là vô cớ. Khi mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ thường có biểu hiện mất ngủ, lo lắng quá mức, mệt mỏi vô cớ, thường xuyên cáu gắt, sợ phải đến trường, mất ngủ, thường than phiền mệt mỏi, biếng ăn, bi quan, chán nản. Vậy bác sĩ có lời khuyên gì để giúp phòng tránh bệnh rối loạn tâm thần ở học sinh ạ? Lời khuyên mà tôi muốn dành đến cho các cha mẹ, phụ huynh là thứ nhất là mặc dù là bận rộn trong công việc hay là một lý do gì đó, thì hãy quan tâm đến con nhiều hơn nữa. Hãy đồng hành cùng con. Hãy coi con là bạn. Đấy. Khi mình đã coi con là bạn rồi thì thực sự là lúc đó con có thể mới mở lòng mình nói chuyện với cả phụ huynh. Cái nữa, một lời khuyên nữa đó là các con học nhưng vẫn phải rèn luyện thể dục, thể thao. Và đặc biệt nếu như các con mà yêu đàn thì có thể học đàn hoặc là học vẽ. Đó, thì phải kết hợp những cái việc đó thì các con sẽ đỡ stress hơn. Còn nếu như khi bố mẹ gần được với các con rồi thì làm sao đấy cũng phải phát hiện được các triệu chứng nhẹ
thì có thể nói chuyện với con bằng những phương pháp tâm lý, gặp những bác sĩ tâm lý tâm thần để tư vấn cho con, để có thể con sẽ thoát khỏi cái trạng thái đó. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm dành cho chương trình ngày hôm nay ạ. Có thể thấy, sức khỏe tâm thần là vấn đề hết sức quan trọng, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Do đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý, không nên tạo quá nhiều áp lực cho trẻ, nhất là trong việc học hành. Cần tạo môi trường học tập thoải mái, sắp xếp lịch học tập khoa học, tăng cường các hoạt động thể thao cho trẻ, tránh các thói quen không tốt như thức khuya, chơi game, sử dụng các chất kích thích. Khi trẻ gặp các vấn đề bất thường, nên khuyến khích trẻ nói ra vấn đề của mình, cùng trẻ tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Nếu phát hiện trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường, nên sớm cho trẻ tới các chuyên gia về tâm lý hoặc bệnh viện tâm thần để được các bác sĩ khám, chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị hợp lý, kịp thời, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra cho trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng những thông tin mà bác sĩ Tâm vừa chia sẻ trong chương trình sẽ giúp các bậc phụ huynh, thầy cô có thêm kiến thức về sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi học sinh, từ đó biết lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ các em những vấn đề về tâm lý để tạo cho các em có một sức khỏe tâm thần khỏe mạnh. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình này lần sau.